Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước khi vào clip này, mình cảm ơn những bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và đăng ký kênh YouTube Các Pro Gaming của mình. Clip này mình tiếp tục tham gia một nhà của một YouTuber nổi tiếng nữa, đó chính là bạn Linh Baby. Đây là thông tin về bạn ấy. Mà bạn này không biết có phải là thật hay là fake thì các bạn có thể kiểm chứng cho mình ha các bạn. Đó, ở đây trước tiên mình sẽ tận tim rồi sau đó mình sẽ thả sao cho bạn ấy. Có rất là nhiều những người bạn đang đến tham gia buổi tiệc. Mình thấy trong danh sách bạn bè của bạn ấy có kết bạn với một YouTuber nổi tiếng khác, đó chính là VV3198. Mà nhà của VV3198 mình đã có làm clip để tham quan rồi ha. Cho đó mình sẽ không tham quan nữa. Nhưng khi vào trong cái căn nhà này, mình thấy nhiều bạn nói đây là Linh Baby thật. Rồi chúng ta sẽ cùng tham quan ngôi nhà của bạn Linh này xem có gì đặc biệt nha. Mời tất cả các bạn cùng mình tham quan ngôi nhà này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến cái khu vực, đó chính là hồ tắm, khu vực nơi chúng ta câu cá luôn. Thì bạn Linh đã làm hẳn một cái đường đi, đó chính là những cái thảm các bạn. Bạn ấy để trên cái mặt hồ và bạn ấy mua thêm một cái hồ cá nữa. Đó, hồ cá trong hồ cá các bạn. Và sát bên hồ cá này thì bạn Linh trang trí một cái vầy, đó chính là cái vầy nước. Chúng ta có thể ngồi đây xem, vừa uống rượu vừa xem người ta câu cá luôn, rất là hay. Đi thẳng tới là chúng ta sẽ có một cái chỗ vẫy cho những bạn mà đam mê âm nhạc, nói chung là những cái chỗ vẫy ba đó các bạn. Ở đây trong cái hồ bơi này mình thấy bạn Linh không có gắn lắp đặt cái cầu trượt các bạn, không có. Đây, câu được cá voi sát thủ luôn, quá voi sát thủ luôn. Đây là những con cá hiếm của bạn Linh câu đấy các bạn. Đây bạn ấy thì lắp hẳn là ba cái máy điểm khách. Nhà chơi theo là cái tông màu, đó chính là gam màu xanh nước biển. Còn trên đây là quầy buôn bán thức ăn, cụ thể là bánh ngọt. Ở trên là có menu, trên sách cà phê, trà và một số món ăn phụ khác. Ở đây là có chỗ để đặt bàn ghế cho khách ngồi. Đó, trong đây là có một cái căn phòng. Phòng này để thay đồ. Chỗ bên đây thì chỗ tắm, nó giống như là một cái phòng tắm nhà tắm hiện đại vậy. Rồi, ok chưa? Tiếp vô sau, đây là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này chắc của bạn Linh trời. Kế bên là có một bàn máy tính làm việc để chị chỉnh sửa edit video đăng lên YouTube cho các bạn xem. Trong đây chắc là phòng vệ sinh. Rồi, đúng rồi các bạn, phòng vệ sinh. Chúng ta cùng tiếp tục xuống hầm. Trước cửa hầm là có hàng rào thú cưng. Hiện tại có một số thú cưng, mình thấy là có 3 con thú cưng. Bên trong hầm sẽ là phong cách Ai Cập. Đây, bên trong hầm sẽ là phong cách Ai Cập. Chúng ta cùng lên trên tầng trên xem. Tầng trên là bạn Linh trang trí cái gì. Kế cầu thang là một cái hồ cá nuôi làm những con cá hiếm. Rồi, ok. Trên đây thì bạn Linh chưa trang trí gì hết, bạn Linh chỉ để là trống lỏng thôi các bạn. Nơi đây chúng ta có thể nhìn toàn cảnh khu vực nhà của bạn Linh luôn. Rất nhiều fan của bạn Linh đang vây kín ngôi nhà của bạn Linh, còn mình thì không có một fan gì hết. Thật sự rất là buồn. Trên tường thì có để chữ Linh luôn các bạn. Rồi, ok, mình sẽ chụp tấm hình này và sẽ làm ảnh bìa YouTube để đăng YouTube cho các bạn xem. Các bạn nhắn tin rất là nhiều.
Mình nghĩ đây là link thật chứ không phải là link fake đâu các bạn. Link rip ra chứ không phải là link fake đâu nhé các bạn. Để mình xem bạn chủ nhà cái. Đó chính là bạn Linh. Mình gọi bạn Linh là như thế nào? Vì mình nghĩ là tuổi của mình với bạn Linh là ngang ngang xem nhau. Sau đó mình không thể gọi là chị Linh được nhá. Các bạn thông cảm. Các bạn đang fan đang bu kín à, bạn Linh rồi các bạn ơi. Đó. Sau đó thì mình không thể gặp được bạn Linh luôn các bạn. Ok, mình sẽ tặng sao cho bạn Linh cái đã. Quên nữa, sẽ tả mắt sao luôn nha các bạn. Sau đây mình sẽ đi lên trên khu vực cao xem bạn Linh bố trí cái gì trên đây nha. Cầu thang này là cầu thang phô mai. Rồi test trượt chân rồi. Cơ bản thấy là gần lên được là thấy có một cái giường ngủ ở trên đó rồi đó các bạn. Để mình nhìn xem qua sau vườn xem có cái gì không. Trước mắt thì mình vẫn thấy là có một cái ghế để đi ra phía sau vườn. Để mình đọc cái bảng này xem. Tiệc cưới trên mây, ở ngoài vườn mời các tình yêu ra tham quan nè. Đừng quên thả sao và tim cho Linh. Rồi ok, mình sẽ ra ngoài sau vườn này xem ha. Con nó có đẹp như thế nào. Đâu tiệc cưới đâu ta. Rồi thấy rồi các bạn. Ôi lại đi bậc thang à. Không thích chút nào. Nhưng mà bậc thang này dễ đi các bạn ơi. Các khói này sắp nó dễ đi hơn những cái khói kia các bạn. Những cái khói mà rời rẹt á, bay bay nhảy nhảy á. Mình đi rất là tệ luôn. Cái này nó nói liền với nhau ha. Nên cũng dễ đi. Chủ nhà cũng có tâm. Các bạn xem kênh YouTube Cà Phê Gaming, các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like và ấn vào biểu tượng đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là tiệc cưới trên mây nhà của bạn Linh. Lễ đường, khu này là khu lễ đường. Đây, khu này là khu lễ đường này các bạn. Để mình xem còn chỗ nào để tham quan được nữa không. Trước mắt thì thấy là hết rồi các bạn. Khu vực lễ đường xung quanh thì có những cái bàn để cho khách ngồi. Ở đây sẽ có một cây đàn. Rồi mình sẽ đi thẳng qua đây và mình sẽ rớt xuống. Rớt xuống chưa? Nội dung clip của mình đến đây là hết rồi nhé các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Và đừng quên ấn vào biểu tượng đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.